Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Năm 2022, thành phố Vũng Tàu phấn đấu thu ngân sách hơn 4.229 tỷ đồng. Thấp thỏm hoa Tết ở làng hoa Kim Dinh, Bà Rịa. Huyện Long Điền siết chặt công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Điểm đến đầu tiên trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2022 đối với các phòng ban và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn. Theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, thành phố Vũng Tàu phấn đấu thu ngân sách hơn 4.229 tỷ đồng, tổng chi ngân sách hơn 2.333 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 6.531 tỷ đồng, khách du lịch lưu trú qua đêm đạt 1,927 triệu lượt, tổng mức bán lẻ hàng hóa 30.827 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố yêu cầu từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù ở địa phương, đơn vị mình để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình trọng điểm của thành phố. Lập lại trật tự xây dựng lòng đường, vỉa hè và chỉnh trang đô thị. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, thành phố tập trung chăm lo Tết cho nhân dân, kiên quyết không để người dân nào không có Tết. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức lễ khánh thành công trình đường tranh bích họa. Đây là công trình chào mừng 30 năm thành lập thành phố Vũng Tàu và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình đường tranh bích họa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu thực hiện trên bờ tường thuộc hai khu vực, gồm khu tập thể liên doanh Vietso Petro tại đường Nguyễn Thái Học, phường 7, với chiều dài khoảng 300m, diện tích vẽ khoảng 650m2, và tại hẻm số 6 đường Trần Phú, phường 1, với chiều dài khoảng 80m, diện tích khoảng 200m2. Công trình có mức đầu tư 560 triệu đồng, thực hiện từ nguồn quỹ vận động của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Đường tranh khắc họa vẽ những cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu như di tích lịch sử Bạch Dinh, ngọn Hải Đăng, bãi trước, bãi sau, Hòn Bà. Đường tranh cũng mang đậm thông điệp về tình hữu nghị Việt-Nga với những biểu tượng như quảng trường đỏ, búp bê Nga, hình ảnh về tượng đài dầu khí, giàn khoan cùng nhiều bức vẽ sinh động phục vụ cho giới trẻ du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Thưa quý vị, thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thời điểm kết thúc kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản của năm 2021 không còn nhiều, nên thành phố Vũng Tàu đã và đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn, nỗ lực đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kế hoạch được giao. Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công thành phố Vũng Tàu được giao theo kế hoạch là 1.645 tỷ đồng cho 179 công trình dự án. Trong đó, ngân sách tỉnh bố trí hơn 864 tỷ đồng, đầu tư 50 dự án. Ngân sách thành phố khoảng 781 tỷ đồng, bố trí cho 128 dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu được phân bổ 652 tỷ đồng cho 104 công trình dự án để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông, trường học. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do yêu cầu giãn cách phòng dịch COVID-19 kéo dài, nhưng với sự chủ động tích cực phối hợp với Hội đồng Giải phóng Mặt bằng, quyết liệt chỉ đạo, giám sát các đơn vị thi công gắn với phòng dịch, chủ động nguồn nhân lực, nguyên vật liệu. Hiện tỷ lệ giải ngân vốn của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu đã đạt hơn 85%. Đến cuối tháng 1 năm 2022, 100% vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố được giải ngân là hoàn toàn khả thi. Vướng mắc ở đây chủ yếu là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhưng mà thời gian này thì dịch bệnh cũng đã tương đối ổn. Thì ban cũng đã phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân các phường, các phòng ban, trung tâm chuyển quỹ đất, tài nguyên môi trường để vận động các hộ dân mà đã ban hành quyết định nhận tiền và bàn giao mặt bằng sớm để triển khai thi công công trình. Thực hiện chỉ đạo của thành ủy và ủy ban thành phố, chúng tôi sẽ dồn dập
và đưa quân hết sức ngày đêm để thực hiện trên công trình, rút ngắn tiến độ để đạt được 80% khối lượng công trình, để thực hiện giải ngân vốn và rút tiến độ để phục vụ cho bà con trước Tết Nguyên Đán. Với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng một thành phố Vũng Tàu, được phân giao vốn đầu tư công năm 2021 khoảng 993 tỷ đồng cho 74 công trình, chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn tại các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo quyết toán. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh do đơn vị quản lý đã đạt 97% và nguồn vốn của thành phố giao đạt 99%. Và trong cái thời điểm dịch bệnh đang hoành hành thì chúng tôi cũng xác định là chúng ta không lấy đó làm cái nguyên nhân để dừng các công việc, mà luôn luôn nghĩ rằng là có thể làm được việc gì trong cái thời gian mà chúng ta tạm dừng một số công việc, và giám sát các anh em làm sao mà để hiểu được là anh em trong thời điểm đó có thể làm được cái gì, không làm được cái gì, và yêu cầu các anh em vẫn tiếp tục thực hiện công việc. Và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho các cái công việc của chúng tôi không bị ngừng trệ. Nhằm đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành đúng kế hoạch, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng ban chức năng tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp triển khai tốt các dự án song song với đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các phường, xã và đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, nâng cao tiến độ thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, đồng thời tập trung thanh quyết toán kịp thời và đúng quy định. Những ghi nhận tiếp theo tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đã tổ chức hội nghị báo cáo thời sự cuối năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho gần 300 lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố và cơ sở. Cán bộ, đảng viên và báo cáo viên tại thành phố Bà Rịa tham dự hội nghị báo cáo thời sự được nghe giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2, thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về công tác xây dựng đảng, qua đó nhận thức đúng đắn quan điểm lãnh đạo của đảng và nhà nước để có định hướng tư tưởng, hành động cũng như công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2021, thành phố Bà Rịa tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều tăng cường mũi 3, đợt 1 tại 11 xã phường cho trên 9.100 đối tượng đủ điều kiện tiêm. Công tác tiêm chủng mũi thứ 3, mũi tăng cường trên địa bàn thành phố Bà Rịa diễn ra thuận lợi, đảm bảo quy trình một chiều. Người dân được bác sĩ thăm khám, tư vấn, thông tin loại vaccine được tiêm và hướng dẫn về các phản ứng sau tiêm có thể xảy ra. Hiện nay, thành phố Bà Rịa chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, đối tượng tiêm, thông tin về tiêm vaccine liều tăng cường. Phấn đấu triển khai tiêm hết số liều vaccine được phân bổ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Dạo quanh làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa thời điểm này, mọi người dễ dàng nhận thấy không khí chăm sóc, chuẩn bị hoa cho những ngày Tết khá rộn ràng. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hiện có rất ít thương lái đặt mua hoa, dẫu giá bán hoa không tăng mà vẫn giữ nguyên như mọi năm. Mỗi dịp Tết Nguyên Đán cận kề, những người trồng hoa ở làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, vùng trồng hoa lớn nhất và lâu đời nhất của tỉnh, lại hối hả vào vụ. Hiện các nhà vườn đang gấp rút cho công đoạn lặt nụ, tỉa cành, nuôi cây. Đây là công đoạn hết sức quan trọng, giúp cây cho hoa to, đẹp. Năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên hầu hết các nhà vườn đều giảm diện tích trồng. Nếu như vụ hoa Tết năm ngoái, gia đình anh Nguyễn Văn Long ở khu phố Kim Sơn trồng 15.000 chậu hoa, thì năm nay anh chỉ xuống giống chưa đến một nửa với gần 6.000 chậu. Chi phí giống, phân, thuốc, nhân công năm nay đều tăng hơn 30%, nên chi phí đầu tư vụ này của gia đình anh lên đến 300 triệu đồng. Dù Tết đã cận kề, nhưng anh chỉ mới tiêu thụ được khoảng 30%, bằng phân nửa so với mọi năm. Người nông dân người ta lo nhất là vì sao? Là do cái tình dịch, thì cái đầu ra người ta cũng bấp bênh, người ta cũng sợ không biết là có được họp chợ không, thì không biết là có buôn bán được không. Cho nên là cái sản lượng ấy và cái số lượng chậu người ta trồng ít đi. Thì năm nay thì riêng với cái vườn tôi đấy, thì tôi
cũng trồng ít so với năm ngoái, là khoảng tầm 1/3. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở khu phố Hải Dinh cũng trong tình cảnh tương tự. Nếu như năm ngoái ông Tuấn trồng 4.000 chậu hoa, thì năm nay ông chỉ trồng gần 2.000 chậu. Chi phí đầu vào tăng nhưng lo không tiêu thụ được nên ông Tuấn vẫn giữ nguyên giá bán như mọi năm. Tuy nhiên, hiện có rất ít thương lái đến đặt hàng, khiến cho ông Tuấn và người trồng hoa tại làng hoa Kim Dinh như đang ngồi trên đống lửa. Thì năm nay nhà cũng trồng 2/3 vườn. Đặt thì bây giờ là bắt đầu các mối là người ta đến người ta đặt. Nếu mà so với mọi năm là nó ít hơn. Ví dụ như người ta bán 500 chậu thì năm nay ta chỉ bán 300. Cái giá hoa thì nó vẫn vậy thôi. Tính ra năm nay thì tình hình dịch nó cũng phức tạp. Cho nên là bà con năm nay thì cũng rất là nhiều hộ sợ, cũng giảm hơn năm ngoái là 30%. Đó. Còn tới thời điểm này thì hoa, cây hoa thì rất là phát triển tốt. Làng hoa Kim Dinh là làng hoa lớn và lâu đời nhất Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 150 hộ trồng. Các loại hoa Tết phổ biến ở đây là cúc đại đoá, cúc pha lê, màu gà, cát tường, ly, dạ yến thảo, hướng dương, cẩm chướng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay nông dân chỉ xuống giống khoảng 16 hecta, giảm 6 hecta so với Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tết đã cận kề mà làng hoa lại rơi vào cảnh điều hiu khiến bà con trồng hoa rất lo lắng. Ai nấy đều trông đợi những ngày tới thương lái sẽ đến mua hoa để nông dân có một cái Tết no ấm đủ đầy hơn. Phú Mỹ là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ triển khai sâu rộng. Từ đó phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiệu quả rõ nét nhất là phong trào đã giúp nhiều hộ nông dân tăng thu nhập, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, giúp Phú Mỹ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm. Trong những năm qua, Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ đã tuyên truyền, khuyến khích động viên hội viên, nông dân đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn lao động để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trong năm 2021, toàn thị xã có 4.040 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 201 hộ nông dân khá giàu giúp 182 hộ nông dân khó khăn về vốn, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất với số tiền 989 triệu đồng, qua đó giúp 52 hộ thoát nghèo. Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường, nhằm nâng cao đời sống nông dân, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã. Hội Chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2021. Hơn 800 thanh niên, cán bộ, viên chức, công an, quân sự và nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã đăng ký tham gia hiến máu. Sau khi khám sàng lọc và tổ chức lấy máu, Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy đã thu được 756 đơn vị. Hội Chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc cho biết năm 2021, huyện được giao chỉ tiêu vận động 2.700 đơn vị máu. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên công tác hiến máu phải tạm hoãn hay chia nhỏ nhiều lần. Nhưng với sự linh hoạt trong tổ chức, nhất là tâm huyết của các tình nguyện viên, nên sau 4 đợt tổ chức, huyện Xuyên Mộc đã thu được 2.711 đơn vị, vượt chỉ tiêu được giao. Những ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, huyện Long Điền vừa tổ chức họp giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 với các xã thị trấn để bàn giải pháp phòng chống dịch thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền và 7 xã thị trấn đưa ra các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, cảnh giác, tự bảo vệ của người dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và xét nghiệm cho tiểu thương tại các chợ truyền thống, tiếp tục ra quân ngăn chặn xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm tại vỉa hè, lòng lề đường, vận động người dân tự mua kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên định kỳ một tuần một lần hoặc khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, qua đó kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện bệnh. Huyện Long Điền cũng tăng cường giám sát người ở ngoài tỉnh trở về địa phương,
cân nhắc tính toán việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân theo chỉ thị 27 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của tỉnh ủy, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo không để bất cứ bệnh nhân F0 nào không được tiếp cận y tế. Năm 2021, trên địa bàn huyện Long Điền xảy ra 5 vụ cháy, gồm một vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Bà Rịa, một vụ cháy ghe đánh bắt hải sản và 3 vụ cháy nhà dân. Các vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng về tài sản. Thông tin này được Ủy ban nhân dân huyện Long Điền công bố tại hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Huyện Long Điền có 4 địa phương có rừng gồm xã An Hải, xã Tam Phước, xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 833 ha. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác chuyên môn phòng cháy chữa cháy rừng nên năm nay trên địa bàn huyện Long Điền không xảy ra cháy rừng. Trong năm, công an huyện Long Điền và công an 7 xã thị trấn đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với 186 cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 3 cơ sở vi phạm. Công tác củng cố đội phòng cháy dân phòng, đội phòng cháy cơ sở và phòng cháy chuyên ngành cũng được huyện quan tâm. Toàn huyện hiện có 52 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng với 365 đội viên. Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã khen thưởng cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc. Mời quý vị cập nhật thông tin về huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 01 của huyện ủy về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 09 của tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tổng kết sau 5 năm triển khai nghị quyết số 01 của huyện ủy Đất Đỏ và 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, du lịch của huyện Đất Đỏ đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Hiện trên địa bàn huyện có 13 doanh nghiệp, 37 cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú với 1.040 phòng lưu trú và 355 căn biệt thự, 2 di tích cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó còn có nhiều điểm du lịch tâm linh thu hút khách tham quan phúng viếng. Trong 5 năm qua, doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 2.184 tỷ đồng, vượt gần 7% so với chỉ tiêu nghị quyết 01 đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,87% năm. Số lượng khách đến du lịch tăng hơn 2,7 triệu lượt khách. Trên địa bàn huyện có 27 dự án du lịch với tổng diện tích đất hơn 815 ha, tổng vốn đăng ký gần 9.000 tỷ đồng và 25 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Đất Đỏ vẫn còn những tồn tại hạn chế như chưa thu hút được dự án du lịch lớn, tiến độ triển khai các dự án du lịch còn chậm, thiếu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lãnh đạo huyện đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ban ngành từ huyện đến cơ sở huy động sức mạnh cộng đồng, tích cực tham gia phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện, đồng thời chủ động sáng tạo trong việc xây dựng các loại hình du lịch, sản phẩm đặc sản của huyện để thu hút du khách. Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp Hội Nông dân huyện Đất Đỏ tổ chức lớp tập huấn kiến thức ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho 50 hội viên nông dân tại địa phương. Tham gia lớp tập huấn, các hội viên nông dân huyện Đất Đỏ được trang bị những vấn đề cơ bản về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi tại Việt Nam, Việt Gáp, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm. Lớp tập huấn giúp hội viên nông dân nắm được các kiến thức cơ bản trong quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lợi ích, những yêu cầu trong sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp và những nguyên tắc trình tự, thủ tục sản xuất, thu hoạch, sơ chế an toàn, từ đó lựa chọn kỹ thuật phù hợp để đầu tư sản xuất hiệu quả. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phước Hội huyện Đất Đỏ đã tổ chức hội nghị bình cử công khai thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022. Qua xét duyệt 2 cấp và khám tuyển sức khỏe, xã Phước Hội có 28 thanh niên đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ và được đưa ra bình cử công khai. Tại hội nghị bình cử thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, gia đình thanh niên và bản thân thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ của xã Phước Hội đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Trong đó có 24 thanh niên bày tỏ sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh gọi. 4 gia đình thanh niên đề nghị được tạm hoãn vì gia cảnh khó khăn, sức khỏe người thân không đảm bảo, hay thanh niên đang đi học.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phước Hội đã ghi nhận và báo cáo cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Đỏ xem xét giải quyết. Toàn huyện Đức Đỏ có 190 thanh niên đủ điều kiện được đưa ra thực hiện 3 bình cử 4 công khai. Để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ, tuyển chắc công dân nhập ngũ năm 2022, trong hai ngày 28 và 29 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 8 xã thị trấn của huyện đã tổ chức hội nghị bình cử công khai, qua đó chốt quân số đối với những thanh niên có đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Thông tin ghi nhận về huyện Đất Đỏ đã khép lại chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.